Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô. Anh và em yêu nhau thời bay bút xa lô. Anh yêu dài đâu. Lỡ mai rời xa. Sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Khi đôi ta đang yêu nắng. Xin chào mọi người, mình là Hồng Đức, mình mang số danh 3. Đây là lần đầu tiên mình đến với cuộc thi Arsenal Idol. Đến cuộc thi năm nay thì mình thấy rất là vui. Tại vì đây là một sân chơi rất là bổ ích. Tại đây mình có thể được thể hiện được cái niềm đam mê ca hát của mình. Và nữa mình xin cảm ơn chương trình Arsenal Idol. Chào mọi người, tôi là đây là Quang Thoại. Số báo danh 102. Đến với chương trình Arsenal Idol 2016 hôm nay, tôi có cảm giác rất là phấn khởi. Bên cạnh đó thì được tiếp xúc với nhiều người cùng có niềm đam mê ca hát của mình thì tôi cảm thấy rất là vui. Không biết nói gì thêm. Chào mừng các bạn đã đến với Arsenal Idol 2016. Chào các bạn, thì mình xin giới thiệu là mình là Lê Bình, hiện là chủ tịch của AFC Sài Gòn, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức của AFC Sài Gòn Idol 2016. Thì AFC Sài Gòn Idol là sân chơi về âm nhạc bên lề những hoạt động bóng đá của AFC Sài Gòn từ đầu thành lập tới nay là năm 2012 tới nay. Thì sau nhiều lần tổ chức thì Bình nhận thấy năm nay chất lượng thí sinh các bạn có chuyên môn cao, các bạn có giọng hát, các bạn có cảm xúc nhiều, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục thể hiện được mình ở vòng gala chung kết sắp tới đây vào ngày 18 tháng 11 năm 2016. Thì hy vọng các bạn sẽ thể hiện hết mình và đạt được những kết quả cao nhất. Và lần nữa thì chúc các bạn thành công cuộc thi năm nay. Xin chào mọi người, mình là Thanh Ngô. Thanh rất là may mắn khi mà năm nay được mời về để làm một trong những vị giám khảo nữ duy nhất của cuộc thi Idol năm nay của Arsenal Fan Club Idol 2016. Thì Thanh có những lời góp ý về cuộc thi của chúng ta, đó là hy vọng tất cả mọi người sẽ tự tin thể hiện được những điều gì tốt nhất của bài hát và khả năng của chính mình để có thể giành được giải cao nhất trong đêm gala. Hy vọng rằng mọi người sẽ làm thật tốt nhé. Những mùa trước thì Thanh không theo dõi, nhưng mà năm nay Thanh thấy tất cả các siêu của chúng ta cũng khá là có tiềm năng, nên chúc mọi người sẽ có một mùa thi thật tốt.